Mẹ trả cho con nào, trả cho con nào nào. Xong bộ em đi nhá. Đây một bộ tóc cho em nhé. Chạy tóc mày. Này cầm 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 lại mẹ buộc cho. Cầm cầm. Mẹ buộc cho nhá. Không đi của em nhé. Em má. Em chạy tóc rồi. Nó đẹp quá nhỉ nha. Nó rất đẹp chứ nha. Con cũng đôi dép á. Cô đeo dép cho á. Để cô đeo cho. Dép mày chạy mẹ. Mẹ chạy tóc à? Lấy lược cho mẹ chạy tóc mẹ. Đấy, tận 5 nhé. Mình nghịch nữa nha. Tí em con đi ra em đi. Đi bảo em không nghịch nữa, ra em vào nhà đi. Em lại cởi áo rồi. Rửa cho nó sạch chứ, rửa mặt chứ. À được, 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 đi, 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 đi vào nhà đi. Đi vào nhà đi. Đó, hai đứa đi vào nhà đi. Cô đóng cửa đấy.
Đến đây cô dắt con nhé. Ui, con chó của mình kìa. Về đây mẹ lấy quả cam cho kia ơi. Đây quả đây. Đây em ngồi xuống đi. Đây cục này. Thế con ngồi xuống đây này nhá. Đây ngồi xuống. Đấy. Đây cô đi lấy quả nhá. Đấy nhá. Con. Đi ngồi đây nhá. Ngồi chỗ này mẹ quả nhá. Em cũng ngồi đây đi con. Con cứ ngồi đây đi. Thế không thì con ở đây nhá. Cái gì? À thế đây. Mẹ quả nhá. Đây chị ơi. Ôi chị đây con nha. Con ăn không? Có. Con ăn. Ngồi xuống. Con ngồi xuống. Ngồi xuống với em này. Ở đây cô đi hái quả nhé.
con rồi đó. Đây cô lấy cho con lấy vào gùi nè. Bố ơi. Con bóc cái lá. Ờ sao con bóc cái lá là cái gì? Con bóc cái lá đó nhá. Hả? Cái cửa. À. Con đi lấy đi để vào gùi nhá. Lấy đi để vào gùi cho cô nhé. Em lấy đi để vào gùi đi chị. Con lấy đi để vào gùi đi. Để vào gùi đi. Cao quá lại không đến rồi. Ở đây rồi mẹ đi ra bên kia cát nhé. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Đây đây, để đây. Mẹ lại đi cắt này. Con lên trên nhá, cô đi cắt quả nhé. Chi. Cô ơi chi? Ừ, không nghịch. Đây quả này, này. Ai làm rơi ở đấy? Cháu con chi. Xuống đây, xuống đây. Đây, này con ngồi đây, đứng đây, đứng đây. Đứng đây, đợi cô để ấy đấy, để đi đấy. Để không nghe chết thì cái gùi lan nhé. Đấy, con lấy đi vào gùi cho mẹ này. Để vào gùi. Chè. Để vào gùi đi. Nhanh lên. Con chè. Đấy, để vào gùi đi. Con không vứt như thế chi chứ. Đấy, để con cùi xong đi về đó. Xong rồi. Xong rồi đi về đó. Úi, nhảy á. Con con. Thấy không? Cô dắt đi về rồi.
Thế về đây, nghỉ ở đây đã mệt quá. Ngồi đây nhá. Đi, lên trên kia. Cô lấy quả cho ăn đấy. Hát nước rồi. Hát nước rồi. Ngồi đây cô gọt quả ăn nhá. Con có cởi áo không? Con cởi áo không? Thích cởi áo. Chị ơi, con làm gì vậy? Cô cũng cởi của cô, nấu quá. Ôi con sâu, chị còn đi nghỉ con sâu ghê thật. Con sâu đấy, đây con sâu đấy. Em kia con sâu bụi. Đấy, đấy. Đây, đợi cô cho con nhé. Đấy, đây. À, thế lấy của em đi. Em cho mà. À, thế đây, cho con lấy. Để. Chị có rồi, chị ăn đi. Chị ăn đi, chị có rồi. Đấy. Ừ. Ăn nhanh xong đi về nhà lắm. Sắp đến nhà rồi. Nhà ở dưới kia. Nhà mình ở dưới, sắp đến nhà rồi mà. Sắp đến nhà rồi nhé. Ăn xong mình đi về nhà nhé. Sắp đến nhà rồi. Ăn hết chưa? Thế đi về nhá. Đợi đã. Chị ơi xuống đi về rồi chị ơi. Con từ từ chờ cô đó, chị nhá nhá. Đi. Con ra tìm về ạ. Con đi đó, ăn cơm bát chị. Đi chăm mẹ ăn cơm bát chị. Đây con nhảy được không? Nhảy cột xuống xem. Đây em chị cũng xuống đi, mệt quá rồi. Mỏi cái tay quá rồi. Đây. Cố lên nha. Cố lên. Đi, hai con đi trước đi.
ngon lắm. Bà lấy tầm 2 cân nha. Anh lấy quả to thôi. Bán lại con bán quả. Bố đâu? Không có bố à? Bao nhiêu tiền đấy? 10.000 đấy. Con để vào đây chứ. Con để vào đây. Không được nhà vào túi. Mẹ con bán quả cho một cơn với. Đây à? Bao nhiêu tiếp? Quả đây rồi, và trả tiền nhé. Con đi đâu xa thế con? Bán quả. Lấy quả đi. Tiền đấy. Mua bánh mì lắm, đưa bánh mì cho chị đi mua bánh mì thôi.
Tiếng đây. Đây tiếng không? Tiếng này. Con tập như thế đâu cho mẹ bóc. Cho cô bóc cho con. Cô bóc cho. Cô bóc cho nhé. Mẹ bắt con kia, mẹ bắt cho con. Mẹ lấy cái này đi vứt đấy. Ăn đi. Ăn ngon, đi dính áo ấy. Để cô lấy cái áo đấy.